một cái thiết bị hỗ trợ tuần hoàn, nó chính là cái bóng bơm cho nội mạch chủ, gọi là viết tắt là AIBP, đúng không ạ? Intra-aortic balloon pump. Đấy. Thì đối với cái bóng này thì các thành phần cấu tạo bóng rất đơn giản, không có gì cả. Chắc là cũng có một số bạn có cái kinh nghiệm trong cái đã từng sử dụng cái bóng này rồi, đúng không ạ? Đặc biệt là một số bạn nội trú, và đặc biệt là có một số bạn hôm trước này còn rút cái bóng này ra, còn rút nhầm, thế nên là cũng rất khó khăn mới rút được cái bóng này, đúng không ạ? Thì đây cấu tạo cái bóng rất đơn giản, không có gì cả. Bóng được mà chủ nó chính là một quả bóng. Quả bóng này sẽ được làm xẹp và bơm đầy bằng khí, gọi là khí heli, đúng không ạ? Rất dễ dàng thôi. Và qua đó là quả bóng này, cái thân bóng này sẽ được nối vào một cái máy. Cái máy này có một cái màn hình để theo dõi các thông số cũng như là các cái thiết bị để bơm được khí vào trong quả bóng này. Đây là cái bộ của nó, gồm có các cái hệ thống kim chọc vào mạch, động mạch và đưa một quả bóng vào, đúng không ạ? Thì quả bóng này rất đơn giản. Đây là quả bóng, hình quả bóng. Làm từ nhựa thôi, không có gì cả. Và bóng này có các thể tích khác nhau, để cho mỗi một cái bệnh nhân thì lại cần một quả bóng khác nhau. Ví dụ người cao thì sẽ cần người cao lớn sẽ cần quả bóng có thể tích lớn, người nhỏ thì sẽ cần quả bóng có thể tích nhỏ để phù hợp với cả cái lòng động mạch chủ. Đấy, về bóng có hai lòng, lòng trong thì giúp cho luồn quay và theo dõi huyết áp, và lòng ngoài bơm khí. Đây là cái hệ thống quả bóng. Đây là cái bên trong thì sẽ giúp cái luồn dây về để đưa lên cái động mạch của bệnh nhân. Cái sau cái lòng bên ngoài như này thì sẽ kết nối với cả cái bình khí hội khí heli, và cái bình khí này sẽ được kiểm soát để làm sao cho cái hiệu quả bơm bóng tốt nhất, và chúng ta có màn hình để bơm quả bóng đó. Đây cái quả bóng đây, đúng không ạ? Đây này thì đây là cái quả bóng đấy, và sau đó kết nối bình có khí heli. Đây có quả bóng có hai lòng, lòng này thì để luồn cái quai và đưa quả bóng lên, và đây là cái này để chứa khí heli. Đây là cái nguyên lý của hoạt động của bóng rất là đơn giản. Cái quả bóng chỉ nó sau khi chúng ta đưa đúng vị trí thì nó sẽ có một tác dụng, đó là cứ bơm lên xẹp xuống, bơm lên xẹp xuống. Mà khi bơm lên xẹp xuống như vậy thì nó sẽ có tác dụng như thế nào, đúng không ạ? Thì đây là một cái clip minh họa rất là nhỏ. Đấy, chúng ta thấy là khi quả bóng nó cứ lên và xuống như thế này, đúng không ạ? Đấy, thì nó khi lên, quả bóng này sẽ lên, căng lên trong cái thì gọi là thì tâm trương, đúng không ạ? Đấy, quả bóng sẽ lên vào kỳ tâm trương của tim, và sau đó khi nó xẹp xuống trong thì tâm thu của tim. Đấy, thì khi quả bóng lên thì nó chẹn toàn bộ cái dòng máu, và khi đấy máu sẽ được ngược, quay ngược trở lại vào những cái mạch quan trọng, đó là mạch vành và mạch não, đúng không ạ? Thế khi bóng xẹp xuống thì nó tạo một cái lực hút âm để hút ngược máu, nó giúp cho tác dụng là đẩy máu từ trong thất trái vào động mạch chủ rất là dễ. Đấy, như vậy thì nó có hai tác dụng. Một là khi bóng lên thì nó sẽ đẩy ngược máu vào mạch vành và mạch cảnh. Đấy, còn khi mà bóng xuống thì sẽ có tác dụng là hút ngược máu ra từ bên trong tâm thất vào động mạch chủ, như vậy là tạo một áp lực âm, như vậy cũng sẽ gián tiếp là giảm cái sức co bóp cơ tim đi, đúng không ạ? Đây là khi tâm trương thì bóng nó bơm lên và tăng tưới máu cho động mạch vành và tăng cung cấp oxy cho tim và tăng máu lên trên não. Còn khi mà tâm thu bóng xẹp xuống thì giúp giảm mẫu gánh, giảm cung cơ tim, giảm tiêu thụ oxy cơ tim và tăng cung lượng tim. Đây là khi chúng ta, đây là cái sóng của quả bóng. Khi chúng ta bóng hoạt động thì sẽ tương thích với cả, chúng ta thường là tương thích với cả cái điện tim, thì quả bóng này sẽ được kích hoạt bởi cái điện tim của bệnh nhân. Và khi cái quả bóng này nó nhận cái hệ thống phần mềm nó nhận ra đây là cái sóng tâm thu thì khi nó sẽ lập tức làm cho bóng nó xẹp xuống, còn khi tâm trương làm cho bóng nó căng lên, đúng không ạ? Đây là một số các thông số trên màn hình, chúng ta thấy ví dụ đây là nhịp tim, đây là huyết áp tối đa, huyết áp tối thiểu, huyết áp trung bình. Đây là cái mức độ, đây là cái mức độ mà căng của quả bóng. Để chúng ta được những quả bóng này sẽ được chỉ định trong các trường hợp ví dụ là sốc tim, nhồi máu cơ tim cấp, hoặc là các biến chứng cơ học của nhồi máu cơ tim. Ví dụ như là các cái bệnh nhân bị hở van hai lá cấp, hoặc là thủng vách thất sau nhồi máu cơ tim, hoặc là các bệnh nhân mà trước khi phẫu thuật cầu nối chủ vành mà có cái chức năng tim giảm nặng, hoặc là rối loạn nhịp dai dẳng do thiếu máu, hoặc là cái tình trạng mà sau khi bệnh nhân mổ tim xong mà vẫn còn tình trạng sốc tụt huyết áp sau mổ, thì chúng có chỉ định để chúng ta đặt cái bóng động mạch chủ như này. Thì cái bóng này rất là dễ đặt, cái thao tác rất là đơn giản thôi, thế nên do đó về chúng ta sẽ ứng dụng rất là tốt do rất nhiều nơi, thậm chí là tuyến tỉnh chúng ta cũng thể đặt được cái bóng động mạch chủ như thế này. Đấy, ngoài ra thì trong các cái can thiệp động mạch vành khác thì nhồi máu cơ tim với tình trạng huyết động bất ổn, hoặc là chúng ta can thiệp mạch vành cho những cái bệnh nhân mà chúng ta đã biết chắc là những cái thuộc nhóm nguy cơ rất là cao, đó là những cái bệnh nhân mà có cái chức năng tim giảm nặng, hoặc là những can thiệp phức tạp ở thân trung động mạch vành, thì chúng ta cũng có là những cái chỉ định rất là tốt cho chúng ta đặt luôn một cái bóng trong động mạch chủ để hỗ trợ huy động cho bệnh nhân trong quá trình can thiệp để giảm nguy cơ cho bệnh nhân. Ngoài ra các chỉ định khác ví dụ là một số bệnh nhân chờ ghép tim, gắn các dụng cụ hỗ trợ thất trái khác, hoặc là thay tim nhân tạo, hoặc là các bệnh nhân mà rối loạn nhịp thất do thiếu máu cơ tim, hoặc là chấn thương tim, sốc nhiễm trùng, phẫu thuật ngoài tim như bệnh nhân cao, vân vân, rất nhiều các chỉ định khác nhau, để chúng ta đều có thể sử dụng cái bóng động mạch chủ này để chúng ta đặt cho bệnh nhân. Tuy nhiên là chúng có một số chống chỉ định, ví dụ là các cái bệnh nhân mà hở van động mạch chủ trung bình và nặng là chúng ta không dùng được,
đúng không ạ? Các bệnh nhân mà có bệnh lý về động mạch chủ, ví dụ là phình động mạch chủ, lóc tách động mạch chủ ngực bụng, chúng ta không dùng được, bởi vì là cái bóng này nó sẽ nở lên và xẹp xuống trong động mạch chủ. Do vậy những cái bệnh lý về động mạch chủ hẹp hoặc là tách động mạch chủ chúng ta sẽ không dùng được. Hoặc là những cái bệnh nhân mà thay đoạn động mạch chủ ngực chúng ta không dùng được. Các bệnh nhân rối loạn đông máu nặng, các tổn thương não không hồi phục, bệnh giai đoạn cuối là cũng đương nhiên là chống trị rồi. Và các bệnh động mạch ngoại biên nặng, bệnh động mạch chủ chậu nặng chúng ta không dùng được là do chúng ta không có đường vào, đúng không ạ? Không thể có đường vào. Làm sao mà đưa được một cái bóng đó từ động mạch chủ lên đến từ động mạch đùi lên tới động mạch chủ để hỗ trợ được. Thì khi mà chúng ta đặt bóng như vậy thì chúng ta sẽ cũng mong muốn rằng là quả bóng này sẽ tăng cung cấp oxy cho cơ tim, giảm nhu cầu oxy cho cơ tim, tăng khối lượng tim và tăng các cái tưới máu mô cho mô, đặc biệt là mô não, mô thận và các tuần hoàn ngoại biên, đúng không ạ? Tuy nhiên là các kỳ vọng này chúng ta tí sẽ có một bài tiếp theo nữa, chúng ta sẽ phân tích là quả bóng này thì đó là một cái quả bóng nằm trong động mạch chủ thôi, do vậy cái mức độ hỗ trợ của nó này tương đối là ít, nó chưa nhiều, do vậy nó không đạt được những kỳ vọng như của chúng ta. Nhưng ngoài ra nó có một số biến chứng, tuy nhiên biến chứng này cũng rất là ít, đó là chúng ta có thể là giảm tưới máu chân khi đặt bóng, đúng không ạ? Hoặc là thủng bóng, kẹt bóng, các cái tình trạng huyết khối gây tắc mạch, hoặc là kích thước bóng không phù hợp có thể gây ra chấn thương cái động mạch chủ, đúng không ạ? Hoặc là gây đau cho bệnh nhân. Ở đây ví dụ bóc tách động mạch chủ, mạch nhà chủ chảy máu hoặc rối loạn đông máu, hoặc là suy thận, nhiễm trùng, máu tụ giả phình động mạch đùi, hoặc là do động tĩnh mạch, thì đây là các cái biến chứng có thể gặp của cái tình trạng của chúng ta, của cái bệnh nhân mà khi đặt bóng bơm trong động mạch chủ. Đây là một cái bệnh nhân. Ví dụ các cái chúng ta lựa chọn kích thước bóng có nhiều kích thước bóng khác nhau. Ví dụ người mà cao thì chúng ta phải chọn cái bóng dài, áp lực thể tích lớn. Người mà thấp, động mạch chủ ngắn, người ta sẽ chọn những cái bóng nó nhỏ hơn, làm sao vừa vặn cái kích thước của động mạch chủ, đúng không ạ? Thì các bước đặt bóng thì cũng rất đơn giản, rất là dễ. Chúng ta có thể đặt dưới màn tăng sáng cũng được, hoặc là chúng ta đặt ngay tại giường bệnh nhân cũng được, không có vấn đề gì phức tạp cả. Chúng ta tạo một cái đường vào động mạch đùi, chúng ta luồn nó quay lên và đẩy bóng này đến dưới màn tăng sáng đến cái vị trí phù hợp. Sau đó kết nối hệ thống máy hết thư quả bóng với hệ thống khí heli và máy theo dõi, và theo dõi màn hình để cài đặt thông số, rất đơn giản, đúng không ạ? Chúng ta chỉ đưa một chọc một động mạch đùi, đẩy một cái quai lên, sau đó thì đẩy quả bóng theo cái quai đó, đúng không ạ? Cái sau đó thì đến vị trí phù hợp thì chúng ta sẽ cài đặt kết nối bóng đó với cả cái bình khí heli và cho cái máy nó chạy, thế là xong, đúng không ạ? Về sau khi đặt xong, chúng ta sẽ kiểm tra chụp lại cái phim X quang phổi, đấy chúng ta thấy đây là cái đầu của bóng, đúng không ạ? Đầu gần của bóng, đầu xa nó mãi còn ở dưới này, thì cái đầu gần của bóng này nó sẽ nằm tương ứng với cả cái gần dưới quai động mạch chủ một chút, thì chúng ta đặt cái vị trí phù hợp, đúng không ạ? Chúng ta không thể nào đẩy cao quá nó sẽ nằm một cái đoạn cong, nó sẽ không có tác dụng, hoặc là xuống thấp quá thì nó lại chèn vào các động mạch thận, như vậy nó gây thiếu máu thận. Như vậy chúng ta cái vị trí chính xác của nó là nằm ngay ở chỗ cung động mạch chủ như thế này, và chúng ta sẽ phát hiện bằng cách là chúng ta đánh giá, một là trên màn tăng sáng ta xem luôn, hai là nếu chúng ta đặt mò chúng ta sẽ áng chừng cái vị trí, khoảng độ cái tầm khoang lên sườn 3-4 gì đó, chúng ta sẽ áng chừng ra cái cung động mạch chủ và ta đẩy bóng lên. Thế sau đó đương nhiên chúng ta sẽ kiểm tra lại bằng phim X quang nếu chúng ta đặt mò. Nếu mà trên phim X quang thấy cái phim này quá tiến bóng quá nhiều về trước, ta sẽ rút lại một chút, hoặc là quá dưới thấp chúng ta sẽ đẩy nó lên một chút để cho nó làm sao đạt cái yêu cầu, đúng không ạ? Thế thì quả bóng này rất là đơn giản thôi. Đây, và sau khi chúng ta đặt bóng bơm được động mạch chủ xong, chúng ta sẽ đánh giá một cách hệ thống các cái hệ tim mạch tuần hoàn ngoại biên huyết động mỗi 15 đến 60 phút, đúng không ạ? Tất cả các dấu hiệu sinh tồn, đúng không ạ? Đánh giá nước tiểu, ý thức như thế nào, sóng mạch, các cái huyết áp ra sao, đúng không ạ? Đánh giá tim phổi mỗi 4 giờ và phải cho bệnh nhân nằm đầu thấp thôi, đúng không ạ? Chụp X quang để đánh giá xem bóng đã chính xác hay không, và xác định là xem là bóng đến những trường hợp để lâu có thể tình trạng thủng bóng, thì chúng ta phải xem là bóng có bị thủng hay không. Ngoài ra chúng ta phải cài đặt thời gian chế độ thích hợp, cố định tốt đường vào, tập chủ động và thụ động mỗi 2 giờ để chân mà để lắp bóng đấy có thể vận động được, tránh cái tình trạng là máu huyết khối trong cái tĩnh mạch, đúng không ạ? Đánh giá vùng da vùng quanh nơi đặt xít xem có tụ máu chảy máu mỗi 2 giờ và dùng thuốc kháng đông và theo dõi kháng đông chặt chẽ. Ngoài ra chúng ta cũng phải là đánh giá xuất huyết, rối loạn đông máu có hay không, đánh giá các cái bóng có bị lỗi hay không, sự bóng nó có bị dịch chuyển tiến về phía trước hay lùi về sau hay không, đúng không ạ? Thay băng mỗi 12 giờ và nhận diện các thông số lâm sàng và mức độ hỗ trợ của bóng để xét ngừng quả bóng này. Đặt vào chúng ta phải tính những mức rút ra, đúng không ạ? Chứ không ai đặt mãi được, đúng không ạ? Đặt xong thì sau một khoảng thời gian chúng ta sẽ phải rút quả bóng nó ra. Thì đây là một cái ca mà chúng tôi về các cái hỗ trợ thất trái khác nữa ngoài cái bóng bơm động mạch chủ. Đây, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục là có một cái nét sơ qua thôi, chúng ta không có tham vọng nói quá nhiều về các cái phương pháp hỗ trợ thất trái này, mà chỉ nói về những cái phương pháp hỗ trợ thất trái khác tiếp cận qua đường mạch máu. Chúng ta đều biết rằng là những cái bệnh nhân mà suy tim giai đoạn cuối chẳng hạn thì có vô vàn những cái phương án hỗ trợ khác nhau.
Đặc biệt là có những bệnh nhân ta làm cái phẫu thuật, để phẫu thuật làm một cái cầu mở một cái đường thông từ mỏm thất trái, đúng không ạ, dẫn vào một cái máy, máy bơm bơm ngược lên trên động mạch chủ. Đấy, những cái đấy sau đó thì đeo một cái máy nặng độ tầm gần 2 kg, cái tòng keng bên cơ thể, cái ba lô đeo sau lưng ấy, cái đeo cái máy đó mà đi di chuyển suốt đời, bao giờ hết pin thì người cũng chết. Thì đấy, những cái đấy liên quan đến cả cái phẫu thuật hybrid nội ngoại, để chúng ta tạo một cái máy để hỗ trợ tim cho bệnh nhân, cái một như một cái tim số 2 nằm ngoài cơ thể cho bệnh nhân. Thế thì như vậy, hôm nay trong khuôn khổ cái bài mà phục vụ cho các bệnh nhân, ví dụ là nằm trong cái bệnh của bệnh viện của chúng ta, thì chúng ta sẽ chỉ nói đến những cái thiết bị hỗ trợ thất trái mà tiếp cận chỉ cần qua đường mạch máu thôi, có thể qua đường động mạch, tĩnh mạch gì đó để hút giúp cho bệnh nhân rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một số cái phương pháp hỗ trợ thất trái. Thì trong các bạn đều thấy là trong tất cả các cái đại hội tim mạch gì đó, chúng ta trong cái chương mà hồi sức thì bao giờ chúng ta sẽ nói nhiều, rất là nhiều đến các vấn đề, đúng không ạ? ECMO động tĩnh mạch, đúng không ạ? Đây chính là những ECMO cho các cái bệnh nhân về bệnh cần về tim mạch, hoặc là những cái tandem heart. Ấy, tôi nghe như vậy thực ra nó chính là một cái quả gọi là cái từ nói bóng của một cái quả tim song song, một cái quả tim của bệnh nhân kia thôi. Đấy, và một cái thiết bị gọi là Impella, nó như là một cái bơm, và chính là một cái thứ tư chúng ta cũng sẽ nó nghe nó đến, nó chính là cái bóng bơm ngược dòng trong động mạch chủ là như thế này, đúng không ạ? Thì cái bóng bơm ngược dòng mà chúng ta đã nghe rồi, đúng không ạ? Chúng ta xem cơ chế và rồi chúng ta sẽ hiểu hết rồi. Thì chúng ta sẽ điểm qua một số nét về ba thiết bị còn lại, đó là cái hệ thống ECMO động tĩnh mạch, cái tandem heart và cái Impella. Đây là một cái hệ thống ECMO thì chắc là rất nhiều các bạn đều biết rồi. Nếu các bạn lên khoa hồi sức các bạn sẽ biết rồi. Thì đây là một cái phương pháp cũng khá là hiệu quả để giúp cho các bệnh nhân bị sốc tim, đúng không ạ? Chúng ta thấy là đây là một số đây là một cái rất là đơn giản thôi. Cái hệ thống ECMO thực ra nó gần như nó cũng không có gì nó quá là phức tạp cả, đúng không ạ? Đó là cái gì? Đó chính là chúng ta tạo ra một đường vào động mạch và một đường vào tĩnh mạch và một đường vào động mạch, đúng không ạ? Cái đường vào tĩnh mạch này thì chúng ta có thể rút máu từ tĩnh mạch chủ bụng này ở dưới, hoặc là sâu hơn có những nơi người ta đẩy gần đến tận thất phải, tận nhĩ phải để hút máu xuống. Cái sau hút máu ra khỏi cơ thể bệnh nhân thì đưa vào một cái bơm, đúng không ạ? Cái bơm này thì có vòng quay khác nhau để chúng ta đạt được cái mức độ hút máu ra đẩy máu vào tùy theo cái lưu lượng mình muốn chỉnh, đúng không ạ? Sau khi máu hút đó qua rồi thì lại đưa qua một cái màng lọc oxy để trao đổi khí, tức là cung cấp thêm oxy và lấy bớt khí carbonic, đúng không ạ, ra khỏi cái dòng máu đó, biến một cái dòng máu máu đen thành dòng máu đỏ. Cái sau đó cái dòng máu vẫn có cái áp lực mạnh như vậy từ cái bơm đẩy ra, và chúng ta sẽ đẩy nguyên một cái dòng máu có rất giàu oxy, ít carbonic và có áp lực tốt, quay ngược trở lại cái động mạch chủ của bệnh nhân, và khi đó cung cấp cho toàn bộ cái hệ thống tuần hoàn của cơ thể, đúng không ạ? Thế rất đơn giản, hệ thống nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Đây đúng không ạ? Đây là cái hệ thống khi lắp vào cơ thể. Đấy, thì sau đó chúng ta sẽ tạo một cái dòng máu như thế này. Cái dòng máu chạy liên tục ở trong cái động đi từ động mạch chủ bụng đoạn động mạch chủ bụng đoạn xuống và chạy ngược lên trên, cung cấp cho máu toàn bộ trong mạch vành, cho các phần đầu mặt cổ, đúng không ạ? Sau đó mới tiếp tục cung máu cho tạng và các cái hệ thống mạch ngoại biên. Thì đây chính là hệ thống ECMO. Nhìn ra rất đơn giản, đúng không ạ? Chỉ còn một hệ thống ống nối cả hệ thống máy và màng lọc trao đổi oxy là chúng ta có thể tạo ra một hệ thống ECMO cho bệnh nhân rồi, đúng không ạ? Cái tiếp thứ hai là cái gọi là cái tandem heart. Cái tandem heart này thì nó khác với tandem heart khác. Đó chính là cái hệ thống tandem heart mà liên quan phẫu thuật thì nó rất phức tạp, chúng ta không đề cập vào đây. Và cái hệ thống tandem heart này thì là một cái hệ thống mà chúng ta có thể tiếp cận hoàn toàn là bằng cái qua đường mạch máu thôi, không cần phải mổ phanh ngực bệnh nhân. Thì cũng nguyên lý nó cũng tương tự giống như cái hệ thống ECMO, nhưng mà nó hơi khác một chút. Đó là chúng ta làm cách nào đó để chúng ta sẽ đưa một cái ống đấy thông qua tĩnh mạch đùi, sau đó chúng ta đưa qua tĩnh mạch chủ xuống, đúng không ạ? Xong chúng ta đưa vào trong tâm nhĩ bên phải, xong ta vòng sang tâm nhĩ bên trái, đúng không ạ? Sau đó thì đây là một cái ống hút. Ống hút này sẽ nằm ở trong cái đầu tâm nhĩ bên trái, và đây chính là cái ống hút, trông nó giống như là cái hệ thống hút trong phòng mổ, không khác gì, đúng không ạ? Cái đầu nó cũng vuông vuông như này, xong có nhiều cái lỗ bên để hút. Thì đây là một cái đầu hút của nó. Cái đầu hút này sẽ đưa vào trong tâm nhĩ bên trái, như vậy nó sẽ khi đó nó sẽ hút máu mà đã làm giàu oxy trong cơ thể bệnh nhân rồi, đúng không ạ? Trong buồng nhĩ trái nó rất giàu oxy rồi. Thế sau khi đã hút xong máu ra thì nó lại chui ngược ra đến một cái bơm, đúng không ạ? Lắp vào một cái bơm. Cái bơm này thì sẽ đẩy ngược máu theo đường động mạch lên động mạch chủ, lên động mạch chủ bụng, đúng không ạ? Thì đây là một cái đường vào cái động mạch, ống rất là to và chỉ có mỗi tác dụng là đẩy cái máu mà đã làm giàu oxy hút trực tiếp từ nhĩ bên trái. Tóm lại cái bơm này hút máu từ nhĩ bên trái xong đẩy vào trong động mạch chủ xuống. Thế là chúng ta có một cái tim nhân tạo. Rất đơn giản, đúng không ạ? Đấy, chỉ cái khó nhất trong cái tình huống này, trong cái trường hợp này, đó là chúng ta phải làm sao đó chọc được cái vách liên nhĩ để làm sao mà đưa cái ống này từ tâm nhĩ bên phải sang trong buồng nhĩ trái. Thì đấy là cái khó nhất. Thì còn lại sau khi đã đưa xong cố định vị trí rồi thì công việc rất là thuận lợi.
hút máu trực tiếp từ trong nhĩ trái bơm vào động mạch chủ, rất đơn giản đúng không ạ? Nguyên lý rất đơn giản. Cái loại số 3 mà chúng ta cũng được nhắc đến nhiều đó chính là những đại hội tim mạch nào cũng thấy, đó chính là cái gọi là cái impeller. Cái impeller là một cái bơm, đây là cái bơm cho đẩy dọc từ động mạch đùi đẩy lên trên đúng không ạ? Đẩy dọc theo động mạch chủ rồi thì đẩy qua cái van động mạch chủ, một phần nằm ở trong buồng thất bên trái, một phần sẽ nằm ở trong cái động mạch chủ xuống đúng không ạ? Và nó hút trực tiếp máu từ trong buồng thất trái, nó phun vào trong động mạch. Đây, cái bơm đó tác dụng là hút đây qua một cái túc bin rất là nhỏ, quay rất tít, nó sẽ giúp tác dụng là sẽ nó máu hút từ trong buồng thất trái phun thẳng vào động mạch chủ. Đây là cái impeller thế hệ đời đầu tiên. Đấy, chúng ta thấy thế hệ đầu tiên, tức là chúng ta sau khi làm xong chúng ta rút cái máy này ra, sau khi hỗ trợ xong rút ra rất là đơn giản qua đường động mạch đùi thôi, đúng không ạ? Thế thì đây là thế hệ đầu tiên gọi là cái impeller 2.5. Thế thì tại sao gọi là 2.5? Bởi vì là khi đó thì cái công nghệ nó chưa phát triển, người ta chỉ đưa ra được cái máy hút này, cái máy bơm siêu nhỏ này, và nó chỉ hút được cái công lượng tim là tạo ra khoảng độ 2,5 lít trên một phút thôi. Đấy, như vậy là sau đó thì họ tiếp tục họ phát triển đến những cái thế hệ mạnh hơn, đó là cái impeller 5.0 đúng không ạ? Thế thì cái đường vào tiếp cận còn đơn giản hơn nữa, đó là ta chọc cái động mạch dưới đòn bên phải, chúng ta đưa cái ống này vào trong qua động mạch chủ xuống, qua van động mạch chủ, một phần đầu hút nằm trong buồng thất trái, còn phần đầu bơm thì nằm trong động gốc của mạch chủ như bên kia, và cái dòng máu nó sẽ được hút từ thất trái hút thẳng vào trong cái bơm thẳng vào động mạch chủ của bệnh nhân. Đấy, và cái với cái thế hệ mà 5.0 như này rồi thì nó sẽ tạo công lượng tim lên đến 5 lít trên một phút, rất lớn đúng không ạ? Đấy, 5 lít trên phút, và khi đó thì rất có nhiều thuận lợi. Ví dụ là bệnh nhân, giả sử bệnh nhân mà đang dùng cái máy này vẫn phải ngồi dậy bình thường chứ không nằm, cần nằm bất động như là trong cái trường hợp máy impeller 2.5 đúng không ạ? Thế thì chúng ta cũng thấy là đấy, như vậy chúng ta sẽ hiện tại chúng ta sẽ có bốn cái nhóm thiết bị chính giúp cho hỗ trợ thất trái. Đó là một là cái bóng bơm trong động mạch chủ đúng không ạ? Thứ hai là cái impeller, tức là một cái bơm hút máu ra, và thứ ba là một cái tandem heart, chúng ta sẽ hút máu giống như một hệ thống ECMO, nhưng mà là ECMO với cái điều kiện là bệnh nhân đã được lọc máu, đã được trao đổi khí trong cơ thể bệnh nhân rồi đúng không ạ? Thế còn hệ thống ECMO động tĩnh mạch thì chính là hút máu ra và trao đổi oxy ngoài cơ thể, sau đó bơm ngược máu trở lại đúng không ạ? Chúng ta thấy là dường như cái tandem heart với cả cái ECMO này nó có một phần giống nhau. Thế tuy nhiên nó có một điểm khác, đó chính là cái ECMO thì cái ECMO thì nó sẽ trao đổi khí bên ngoài cơ thể bệnh nhân, thế còn cái tandem heart thì sẽ trao đổi khí ngay cho cái hệ thống động mạch phổi của bệnh nhân đúng không ạ? Thế thì cái hệ thống tĩnh mạch phổi của bệnh nhân, và chúng ta lấy máu trong buồng thất trái, thì chúng ta sẽ khi mà chúng ta sẽ cân nhắc các trường hợp như nào mà chúng ta sẽ cần phải dùng các cái thiết bị hỗ trợ thất trái như thế này, chúng ta sẽ phải xem là các bệnh nhân có sốc tim này, hoặc là các bệnh nhân mà can thiệp mạch vành mà phức tạp đấy, chúng ta sẽ có thể cũng sẽ cần phải những cái hỗ trợ về cơ học như thế này, hoặc là trong những hội chứng vành cấp mà có tụt huyết áp hoặc là có sốc tim thì chúng ta phải cần cân nhắc phải sử dụng ngay một trong bốn cái nhóm thiết bị như thế này. Thế thì chúng ta khi cân nhắc các thiết bị như thế, chúng ta sẽ cần những cái gì, chúng ta phải cần là phải xem là cái thời điểm nào bệnh nhân cần dùng, tránh trường hợp là chúng ta dùng quá muộn đúng không ạ? Khi thấy bệnh nhân cần thiết dùng các thiết bị hỗ trợ thất trái thì chúng ta phải hỗ trợ luôn đúng không ạ? Thứ hai là chúng ta phải cân nhắc xem là cái nguy cơ với cả lợi ích cái gì lớn hơn. Nếu mà cái nguy cơ lớn hơn ta sẽ không làm, nhưng nếu cái lợi ích lớn hơn chúng ta sẽ cần phải làm cho bệnh nhân. Và thứ ba nó rất quan trọng, chúng ta phải quan tâm đến cái giá tiền, giá thành của cái thủ thuật đó như thế nào đúng không ạ? Thế thì đây là một cái slide so sánh tương đối là tổng quát về cái bốn cái phương án hỗ trợ về mặt cơ học. Đấy, chúng ta thấy đối với cả từng nhóm, ví dụ là nhóm cái bóng đối xung động mạch chủ, chúng ta thấy là cái cung lượng tim nó rất là thấp, chúng ta chỉ thấy là một phút nó chỉ có đẩy được khoảng độ không hỗ trợ được 0,3 0,5 lít thôi, rất là thấp đúng không ạ? Thế trong khi đó impeller thì có thể là từ 1 lít đến 5 lít, đặc biệt là cái đối với cái độ mà impeller 5.0 như cái loại mà có thể qua đường động mạch dưới đòn đấy thì có thể hỗ trợ đến 5 lít trên một phút thì cũng rất là mạnh. Và cái tandem heart có thể từ 2,5 đến 5 lít trên một phút. Còn về động ECMO thì rất thì mạnh nhất thì có thể là có thể tạo một cái dòng CO, đó cái dòng máu ra khỏi tim có thể 3 đến 7 lít trên một phút. Thế như vậy là về mặt đẩy dòng máu đi thì cái hệ thống ECMO là mạnh nhất đúng không ạ? Thế còn về cơ chế thì đối với bóng động mạch chủ thì hoàn toàn nằm trong cái nhờ sự lên và xẹp của khí của bóng bằng khí ở trong động mạch chủ mà thôi. Thế còn đối với cái impeller này thì đó là từ thất trái ra động mạch chủ rất gần nhau đúng không ạ? Từ qua một van động mạch chủ người ta sẽ hút máu ra và bơm vào trong động mạch chủ. Đấy, còn đối với cái tandem heart thì lấy máu từ nhĩ trái bơm vào động mạch chủ. Còn đối với cái ECMO thì chúng ta sẽ lấy máu từ cái hệ tĩnh mạch. Đây là thậm chí là có thể lấy ngay từ trong tâm nhĩ bên phải đúng không ạ? Và bơm vào trong động mạch chủ. Đấy, và chúng ta thấy là mỗi cái thiết bị đều có thể có những cái thời gian lưu lại trong cơ thể bệnh nhân rất lâu. Ví dụ APV có thể lên đến hàng tuần, 1-2 tuần. Đấy, cái impeller lên tới 1 tuần, đúng không ạ? Cái tandem heart có thể 2 tuần.
còn cái ECMO thậm chí có thể nhiều tuần. Đấy, ví dụ là bệnh nhân cứ chờ ghép tim, chúng tôi cứ chờ ghép tim, tôi cứ chạy ECMO mãi mãi chờ mà tháng sau cho đi mổ xong lại ổn định như vậy thôi. Đấy, thì như vậy là thời gian là của ECMO có thể lên tới nhiều tuần. Đấy, trong khi đó là cái Impella mà chúng ta sẽ cũng rất nhiều ấn tượng về nó là một cái bơm siêu nhỏ. Đấy, và trong các hội thảo tim mạch quốc tế đều nói nhiều về cái này, thì có thời gian tối đa là khoảng độ 7 ngày cho các bệnh nhân đó. Thế thì các đường vào của nó thì nó đòi hỏi cũng khác nhau. Ví dụ là cái bóng đơm mà chủ, cái đường vào rất là nhỏ thôi, chỉ cần một cái đường, cái ống 8 phen là có thể là được rồi. Thế trong khi đó cái hệ thống ECMO thì cần lớn hơn rất nhiều. Cái tĩnh mạch là cần đòi hỏi cái 21 phen rất là to. Đấy, còn lại cái động mạch cũng phải lên tới 14 đến 16 phen cho cái đường động mạch. Và chúng ta biết là 6 phen thì bằng 2 mm, đúng không ạ? Như vậy là 21 thì như vậy là cũng phải gần 8 mm rồi, đúng không ạ? Thì cái đường cái ống rất là to, đúng không ạ? Thế thì chính như vậy mà chúng ta sẽ đối với cả cái động bóng bơm động mạch chủ, người dòng mạch chủ thì gần như bệnh nhân nào đạt được, vì chỉ cần một cái đường kính mạch trên 4 mm là đạt được rồi. Cái trong đó cái hệ thống mà ECMO hoặc là tandem heart thì cần cái đường kính mạch to hơn, phải lên tới 8 mm mới có thể thiết lập được các cái hệ thống này, đúng không ạ? Và có một đặc điểm rất là quan trọng, đó chính là đối với các cái bệnh nhân mà dùng cái bóng đốt xung nội chủ thì bắt buộc nó phải có cái nhịp tim để kích hoạt. Trong khi đó cái hệ thống Impella hoặc là ba hệ thống còn lại, tandem heart, Impella và ECMO thì không cần hệ thống tim, thậm chí là tim ngừng đập nó vẫn cứ hoạt động như bình thường, đúng không ạ? Trong đó là cái bóng bơm nội chủ bắt buộc phải có tim đập thì nó mới có kích hoạt để cho cầu bóng hoạt động. Tương tự như vậy, cách thức thực hiện này sao thì đối với cả cái bóng đơm mạch chủ thì quá dễ, đúng không ạ? Cái độ khó chỉ có một cộng thôi, rất là dễ. Trong khi đó khó nhất là thuộc về cái tandem heart. Đấy, thì vì tại sao lại khó? Bởi vì là chúng ta là phải chọc cái vách lên nhĩ, đúng không ạ? Chúng ta phải cần có rất thành thạo thì mới có thể chọc được cái vách lên nhĩ như thế này. Nếu không ra sẽ đâm thủng tim ngay. Thế do vậy độ khó lên tới 4 cộng. Trong đó là cái đường vào cho ECMO và Impella thì cũng độ khó mức 3 cộng vừa phải thôi, không khó lắm. Bởi vì chúng ta chỉ cần chọc cái động tĩnh mạch là được rồi. Đương nhiên cái động tĩnh mạch to thì cái thao tác sẽ cần khó hơn. Đấy, và cái thời gian đưa cái thiết bị vào cũng rất là nhanh, đối với bóng đơm mạch chủ thì 10 phút. Đấy, nhưng mà cái hệ thống tandem heart thì khó hơn, là có thể đến 1 tiếng, là do chúng ta cần phải chọc vách lên nhĩ. Thế còn hệ thống ECMO và cái Impella thì cũng rất là nhanh gọn thôi, chỉ cần 10 phút đến nửa tiếng là chúng ta hoàn toàn có thể đưa một hệ thống kết nối vào trong bệnh nhân là rất nhanh chóng rồi, đúng không ạ? Cái mức độ support, tức là cái mức độ mà chắc chắn support thì cái của tandem heart là mạnh nhất. Thế sau đó tiếp theo là đến ECMO, sau đến Impella và bóng động mạch chủ, đúng không ạ? Cái nguy cơ chảy máu thì cái hệ thống tandem heart là chảy máu cao nhất, xong tiếp theo là ECMO và Impella, trong đó nguy cơ chảy máu của bóng đơm mạch chủ rất là thấp. Và các cái ảnh hưởng đến cái vấn đề tan máu thì bằng không đối với bóng đơm mạch chủ. Như vậy chúng ta sẽ không cái lo gì cái nguy cơ tan máu ở các bệnh nhân mà nếu mà dùng bóng đơm mạch chủ. Ngược lại thì cái nguy cơ tan máu ở cái nhóm ECMO rất cao, đúng không ạ? Lên tới 5 cộng. Tức là các bệnh nhân mà chạy ECMO, các bạn thấy một thời gian đi trên khoa học sức thấy nó cứ thiếu máu rất nhiều, thiếu máu giảm về cầu rất nhiều, thì đây chính là một cái yếu điểm của nó, chính là nó gây tan máu rất là nhiều. Tương tự như vậy, cái tình trạng thiếu máu chi xảy ra ở hệ thống ECMO cũng như là tandem heart cũng cao, lên tới 3 cộng. Do tại sao? Là do chúng ta phải dùng những ống rất lớn luồn vào động tĩnh mạch, do vậy nó sẽ chèn cái dòng máu đi xuống hạ lưu, làm cho thiếu máu chi, đúng không ạ? Và ngoài ra về giá cả thì sao? Giá cả thì anh bóng bơm chủ rất là rẻ, đúng không ạ? 800 đô. Đấy, trong khi hệ thống còn lại, ví dụ cái hệ thống Impella 23.000 đô, đúng không ạ? Còn tầm 400-500 triệu. Đấy, hệ thống tandem heart như ECMO có thể lên tới 25.000 đô, tandem heart 21.000 đô, đúng không ạ? Thế thì khi cái như vậy là rất đắt, một cái bơm hoặc là một hệ thống ECMO có thể lên tới giá 500 triệu để hỗ trợ cho cái bệnh nhân bị sốc tim như vậy, thì chúng ta cái việc chúng ta phải cân nhắc cả về giá cả của bệnh nhân nữa. Thế còn về mặt hỗ trợ huyết động thì sao? Thì chúng ta thấy là cái hậu gánh, đúng không ạ? Cái hậu gánh thì có ở trong ECMO là tăng lên nhiều nhất, đúng không ạ? Trong khi đó là cái tưới máu cho động mạch vành thì chúng ta mới chỉ ghi nhận được của cái hai hệ thống, một là bóng bơm động mạch chủ và thứ hai là Impella, là có cái giúp cho hỗ trợ tưới máu cho mạch vành mà thôi. Mà trong khi đó là cái nhóm tandem heart và ECMO thì không giúp hỗ trợ. Đấy, chúng ta phải nên nhớ ra là cái ECMO và tandem heart không giúp hỗ trợ cái tuần hoàn trong mạch vành, không giúp tăng tưới máu mạch vành. Đấy, đồng thời như vậy là đối với cả cái giảm nhu cầu tiêu thụ oxy của cơ tim thì chúng ta thấy là chỉ có bóng bơm động mạch chủ và Impella là sẽ giúp giảm được cái giảm nhu cầu tiêu thụ oxy cơ tim, mà điều đó không có được ở cái nhóm mà dùng tandem heart hoặc ECMO. Mặc dù là tandem heart và ECMO là hai cái biện pháp mà giúp đẩy cung lượng tim có thể lên rất là cao, thậm chí đến 7 lít trên phút thì ECMO thì rất lớn, đúng không ạ? Nhưng mà ngược lại nó lại không có giúp cho cái tưới máu trong động mạch vành của bệnh nhân. Đấy là điểm hết sức lưu ý khi chúng ta sẽ lựa chọn phương án nào, đúng không ạ? Thì bằng những cái thuật toán rất là phức tạp, người ta thấy là những cái biểu đồ rất phức tạp sẽ dựa vào những cái thể tích áp lực trong các cái buồng thất trái hoặc là thể tích của nhất trái,
đúng không ạ? Chúng ta sẽ làm ra tính được cái nhu cầu oxy tiêu thụ oxy cơ tim, xong tính được cái cardiac output, tức là cái cung lượng tim xem như thế nào. Thì mỗi cái biện pháp ta thấy là đối, ví dụ như là sau khi ta tính toán một hồi, ta thấy là đối với tác dụng của bóng bơm động mạch chủ, bóng bơm động mạch chủ đó là sẽ làm giảm cái công cho cơ tim đi, đúng không ạ? Chúng ta là cái hậu gánh là cũng giảm đấy, làm giảm cái sức căng của thành tim, làm giảm nhu cầu oxy tiêu thụ oxy cơ tim, làm tăng huyết áp trung bình, đúng không ạ? Tăng cái áp lực tâm trương tối đa, như vậy là giúp cho tưới máu vào ngược lại trong động mạch vành, đúng không ạ? Vì khi cái bóng đường chủ nó bơm lên, nó sẽ làm chặn cái dòng máu, như vậy bao nhiêu dòng máu dồn hết về mạch vành thì vậy sẽ làm tăng cái áp lực tưới máu mạch vành lên, đúng không ạ? Và làm không làm tăng cái, tuy nhiên nó lại không giúp tăng dòng chảy ở mạch vành này, qua những chỗ hẹp ở mạch vành đấy, và nó là giúp tăng cái lưu lượng mạch máu trong thận, và nó cũng sẽ làm cho cái quá trình làm thoái giãn được ra cái khí NNO, thoái giãn ra làm cho cái tình trạng tăng oxy, sử dụng oxy kim nó tốt hơn. Đây là những cái hiệu quả của bóng APP sau khi ta dùng một loạt các ma trận phân tích, để thấy là cái bóng hiệu quả như vậy. Thế thì tương tự như thế, khi ta so sánh mấy cái phương án khác thì thấy là rõ ràng là về cái ba phương án còn lại là chỉ có cái hệ thống Impella là giúp giảm cái nhu cầu tiêu thụ oxy cơ tim, mà trong cái đó là cả tan đường phát hoặc là ECMO đều làm tăng ở mức độ hỗ trợ bao nhiêu chăng nữa, mấy lít trên phút, 1 lít, 1,5 lít, 3 lít hoặc là 4,5 lít trên phút đều làm tăng cái nhu cầu oxy, tăng cái nhu cầu tiêu thụ oxy trong cơ tim. Thế thì khi vậy họ đưa đến một cái tổng kết là các cái nhóm như thế này, ví dụ họ so sánh về hai mặt, một là cái tăng cái cung lượng tim, thứ hai là làm cái mức tiêu thụ oxy cơ tim, thì chúng ta thấy đối với, tức là như vậy là cái khả năng bảo vệ cơ tim đấy, thì chúng ta thấy cái sơ đồ chúng ta thấy là rõ ràng là các thuốc vận mạch của chúng ta, đúng không ạ, rất thấp, tăng cung lượng tim chả đáng là bao, đúng không ạ, rất thấp, một tí ti một xanh vậy thôi, trong đó sẽ tăng dần đối với cái thiết bị, ví dụ như là ECMO cũng là cái mức tăng cung lượng tim rất nhiều, hoặc là thậm chí là cái mức mạnh nhất là thuộc về cái Impella, tức là cái bơm, cái thế hệ mới nhất 5.0 thì có thể là giúp cho cái hỗ trợ về mặt cung lượng tim lớn nhất, đúng không ạ? Đấy, thế thì tương tự như vậy thì đối với cả cái giúp cho cái giảm nhu cầu oxy cơ tim đi, thì chúng ta chỉ thấy là mỗi có Impella đấy, đúng không ạ? Impella thì dường như là qua các cái thuật toán thấy là nó có cái Impella này là giúp cho cái tình trạng tiêu thụ oxy của cơ tim giảm đi đáng kể, như vậy là sẽ qua đó sẽ giúp cho bảo vệ cơ tim, mà chúng ta sẽ không thấy các đặc điểm này các nhóm thuốc khác. Như vậy là cái thuốc vận mạch cũng không tác dụng gì trong cái việc giảm tiêu thụ oxy cơ tim cả, đúng không ạ? ECMO cũng như thế, tan đờm hát cũng như vậy. Thế thì như vậy, chúng ta sẽ trong các bệnh nhân mà sốc tim mà có bệnh lý mạch vành chẳng hạn như của chúng ta, thì chúng ta sẽ có hai cái nhóm thiết bị, đó là bóng bơm động mạch chủ cũng như là cái Impella, để sẽ xem là bệnh cái thiết bị đó nó có tốt, phù hợp, thích hợp hay không. Thì qua một loạt các nghiên cứu chúng ta thấy là trong các cái nhóm bệnh nhân mà dùng cái bóng bơm động mạch chủ trong nhóm tim cấp ấy, thì dường như là nó cũng không có cái gì lợi nhiều, không có lợi ích gì nhiều so với cả các cái nhóm mà không dùng cái thiết bị đấy hỗ trợ đó. Đấy, đúng là thông qua các thử nghiệm như là sốc, chúng ta thấy là không có cái khác nhau gì cả. Bóng bơm động mạch chủ nó không có khác biệt gì về cái tử vong cũng như là các cái tỷ lệ biến chứng, thì cũng không có khác biệt giữa cái nhóm mà có hay là không dùng cái bóng bơm động mạch chủ. Đấy, và đến cái thử nghiệm Impress Trial chúng ta thấy là cũng rất là tranh cãi. Tức là cái thiết bị Impella và APP thì thậm chí là những cái tỷ lệ tử vong sau một tháng có thể cũng tới đến 50%, rất là lớn, đúng không ạ? Nhưng sau đó người ta mới thấy rằng là dường như chúng ta đã thiết kế nghiên cứu gì đó, nó có gì nó vẫn chưa chuẩn lắm. Thì số lượng bệnh nhân thì cũng chưa nhiều. Thứ hai là các bệnh nhân thì rất nhiều bệnh nhân đã ngừng tim rồi. Như vậy cái hiệu quả hỗ trợ huy động nó sẽ không tốt nữa. Và như vậy là đưa đến một cái hoài nghi là liệu là cái bóng động mạch chủ cũng như là cái Impella như vậy nó có cái vai trò gì không? Tại sao nó bắt lên 500 triệu như vậy, nó có ích lợi gì hay không? Mà vì qua mấy nghiên cứu dường như không tác dụng gì mấy. Đấy, vẫn làm tỷ lệ tăng rất cao. Thì như vậy chúng ta làm một nghiên cứu khác, nó cho chúng ta cái nhìn nó tốt hơn rất là nhiều. Thì trong cái nghiên cứu này, họ đã nghiên cứu khoảng 150 bệnh nhân. Thì có một cái nhóm là chúng ta không làm cái gì cả, cứ đưa đi can thiệp mạch vành, sau đó tụt áp, ta dùng cái Impella hỗ trợ, đúng không ạ? Cái nhóm thứ hai, trước đó dùng APP hỗ trợ và sau đó can thiệp mạch vành, sau đó tiếp tục suy dục tiếp thì dùng Impella hỗ trợ. Tiếp theo là cái nhóm mà đặt ngay Impella từ đầu, thì ta thấy là những cái nhóm mà đặt sớm đấy, đặc biệt là cái nhóm mà dùng Impella ngay từ đầu thì đã có thể cải thiện, làm cho bệnh nhân sống còn đến tới 65%, đúng không ạ? Rất là ngoạn mục so với cả những nghiên cứu trước. Thì như vậy là dường như ta thấy dường như là cái việc chúng ta phải quan trọng đó là cái thời gian đưa ra quyết định khi nào chúng ta đặt cái thiết bị hỗ trợ thận trái này, và cụ thể ở đây nó chính là cái Impella đấy. Và chúng ta thấy là nếu mà chúng ta
đặt mà càng sớm bao nhiêu thì cái tỷ lệ sống còn của bệnh nhân lại càng càng cao hơn bao nhiêu. Ví dụ là trong vòng 1 giờ đầu thôi thì có thể đưa sống còn đến 66%, nhưng ngược lại chúng ta trì hoãn cái việc đặt cái thiết bị hỗ trợ tuần hoàn chậm sau 4 tiếng thì tỷ lệ tụt xuống còn 26%. Đúng đúng ạ. Như vậy là qua đây chúng ta thấy sáng tỏ một vấn đề, đó là các thiết bị hỗ trợ thất trái này nó rất là tốt. Tuy nhiên chúng ta phải đặt đúng cái thời gian của nó thì mới đạt yêu cầu. Chứ nếu chúng ta đặt quá chậm thì cái đấy mọi thứ đều vô nghĩa, không có tác dụng gì cả. Tỷ lệ chết do sốc tim mặc dù đã được can thiệp mạch vành vẫn rất là cao. Đấy, chúng ta thấy là sau khi tổng hợp một loạt các nghiên cứu lại, đúng không ạ? Cũng một loạt các nghiên cứu, số lượng bệnh nhân cũng tương đối lớn, đúng không ạ? Một loạt các vấn đề từ năm 16-17 thấy là khi mà chúng ta mà đặt cái thiết bị Impella, tức là bóng bơm trong động mạch chủ, và đặt càng sớm bao nhiêu thì lại tốt bấy nhiêu. Đấy. Và khi đấy ta đều nhất trí rằng trong những bệnh nhân mà trường hợp mà có bệnh nhân mà có can thiệp mạch vành mà có sốc tim hay chẳng gì chẳng đó chẳng hạn, thì chúng ta phải có cái đưa ra quyết định là hỗ trợ tuần hoàn cho bệnh nhân rất là sớm. Đấy, đặt thiết bị sớm thì sẽ tốt. Trì hoãn đi chỉ cần 4 giờ là cái số lượng bệnh nhân tử vong đã tăng có thể gấp đôi rồi. Đấy, như vậy là chúng ta sẽ đứng trước một cái bệnh nhân, chúng ta sẽ cân nhắc là vấn đề là chúng ta sẽ có hay là không đặt thiết bị hỗ trợ cho bệnh nhân này, sau đó mới tiến hành các biện pháp khác. Đây chúng ta thấy đúng không ạ? Thì thấy rất là rõ ràng, chúng ta thấy là phải có những cái hỗ trợ một cách tương đối là sớm. Ví dụ hỗ trợ support để hỗ trợ cho tuần hoàn cũng như là để cho hỗ trợ cho việc tưới máu, thì mới qua đó mới tái tưới máu mạch vành rồi thì mới giảm tưới máu các tạng, đúng không ạ? Giảm tưới máu cơ tim, hoặc là rồi làm ngăn chặn cái quá trình, làm chậm quá trình suy của các cái buồng tim, thì khi đó mới làm giảm tử vong cho bệnh nhân được. Thì qua cái bài này chúng ta thấy là có hiện tại chúng ta có trong tay 4 cái món vũ khí để chúng ta giúp chúng ta có thể điều trị các bệnh nhân bị sốc tim mặc dù chúng ta đã được dùng các thuốc vận chậm vận mạch hết cỡ rồi. Thì đó chính là, một là cái bóng bơm đối xung động mạch chủ là ở cái mức thấp nhất về mặt hỗ trợ. Thứ hai là cái đến tiếp theo là cái thiết bị Impella, là chúng ta sẽ làm một thiết bị rất hứa hẹn vì nó cùng cái nó khá giống tính chất của cái nhóm bóng đơm mạch chủ, đó là nó sẽ làm tăng cái tưới máu trong động mạch vành và là giảm được cái nhu cầu tiêu thụ oxy cho cơ tim. Đấy, và cái thứ ba nữa đó chính là cái tandem heart, và thứ tư là cái hệ thống gọi là ECMO động tĩnh mạch để hỗ trợ cho tuần hoàn. Thì chúng ta luôn ghi nhớ là khi bệnh nhân mà đã sốc tim chúng ta không ngần ngại, đấy đã không ngần ngại là chúng ta sẽ phải có những thiết bị hỗ trợ cho bệnh nhân sớm thì sẽ tốt hơn. Thế chúng ta cứ chần chừ bao nhiêu thì thời gian trôi qua thì bệnh nhân sẽ lại tăng tỷ lệ tử vong cho bấy nhiêu. Đấy, do vậy mà cái quan trọng đó là quyết định thời gian phải thật sớm. Thế sau đó thì phải đương nhiên như nước chúng ta sẽ phải quyết định những vấn đề giá cả trong có bệnh nhân có chịu đầy không, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ ECMO ở bên khoa hồi sức tích cực thì cũng đến 100 triệu cho một cái liệu trình, sau đó có thể sẽ nếu mà nhiều liệu trình sẽ cứ thế nhân tiền lên. Hay còn cái Impella thì các thầy cũng đang có kế hoạch là sẽ đưa cái thiết bị đó về Việt Nam, tuyên giá nó sẽ khá là đắt. Bên Mỹ chúng ta vừa xem là tầm 21.000 đô đúng không ạ? Như về Việt Nam thì chắc là khoảng tầm rơi vào cỡ khoảng 300 triệu. Có được giảm giá bớt đi, nhưng mà 300 triệu cho một cái huyết động cho một cái bệnh nhân mà chúng ta không biết sống chết thế nào thì đấy là câu hỏi. Đấy, nhưng mà tuy nhiên nếu bệnh nhân mà có đáp ứng đủ mọi tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ không ngần ngại gì mà chúng ta là phải có cái hỗ trợ tuần hoàn cho bệnh nhân rất là sớm nhất có thể được, thì khi đó mới nâng cao được cái chất lượng cái sự sống cho bệnh nhân. Nếu không thì bệnh nhân sẽ mặc dù chúng ta cứ hỗ trợ nhưng bệnh nhân vẫn cứ chết và tỷ lệ rất là cao, trên 50% sẽ tử vong, đúng không ạ? Còn ngược lại nếu chúng ta làm sớm thì chúng ta sẽ cứu được rất nhiều các cái bệnh nhân sốc tim như vậy. Thì cái nửa đầu chúng ta sẽ đi qua những cái thiết bị cũng như là các cái thuốc để hỗ trợ động huyết áp động mạch cũng như là tăng cung lượng cho hệ thống tuần hoàn. Thì không biết là chúng ta có cái gì còn chưa rõ không, ra trao đổi luôn để lát nữa nghỉ còn tầm 10 phút ta sẽ đi tiếp vào phần số 2, một số kỹ thuật. Không biết là các bạn đã bao nhiêu bạn trong đây đã nhìn thấy cái bóng bơm động mạch chủ hoạt động rồi ạ? Các bạn có giơ tay xem các bạn nào đã nhìn thấy rồi. Cũng ít thôi đúng không ạ? Chưa nhiều lắm, nhưng khoảng độ chỉ có 2-3 bạn trong lớp chúng ta đã từng nhìn cái đó thôi. Thế thì theo các bạn thì nếu sự mà triển khai dễ này, các bạn có hào hứng để triển khai các cái thiết bị này không? Cho các bệnh nhân sốc tim, can thiệp mạch vành, cho các bệnh nhân nguy cơ cao. Đúng không ạ? Thế chúng ta thấy rất là dễ thôi. Quan là chúng ta là các cái thiết bị này nó không quá khó khăn để chúng ta triển khai. Đấy, chỉ có cái là cái thói quen chúng ta đã có hay chưa mà thôi. Đấy, hiện tại chúng ta vẫn dường như chúng ta vẫn đa phần phụ thuộc vào các cái vấn đề gọi là thuốc vận mạch là chính. Đấy, nhưng mà sẽ đến cái thời đại mà chúng ta sẽ cần là phải các thiết bị hỗ trợ. Hỗ trợ thất bằng cơ học thì nó sẽ đem lại hiệu quả rõ ràng hơn cho bệnh nhân. Đấy. Không biết là về mặt các nguyên tắc hoạt động của các cái thiết bị này các bạn có hỏi gì không ạ? Nguyên tắc hoạt động của từng bộ phận của từng loại máy móc một các bạn có thấy thắc mắc gì không?
hay là chúng ta đã đều rõ cả rồi, đúng không ạ? Thế thì hy vọng mà khi bạn có hỏi gì không? Bóng xung vỡ thì chúng ta sẽ nhìn nhận được nó rất là dễ thôi, nó sẽ báo, nó sẽ có đàn báo, nó lít khí ở đâu đó. Thì khi mà cái bóng nó xuống nó vỡ ra, thì khi đấy thì bóng nó vỡ, thì khi đấy trên cái màn hình nó sẽ báo là rò rỉ khí. Và chúng ta sẽ kiểm tra rò rỉ khí bên ngoài, thấy mọi thứ đều ổn nhưng mà vẫn rò rỉ khí thì chắc chắn là vỡ bóng. Thì khi đấy chúng ta sẽ bằng cách là chúng ta sẽ hút thử quả bóng ra. Đấy, hút thử bóng ra thì khi đấy chúng ta sẽ hút ra toàn là máu thay vì đó, đúng không? Khi bình thường chúng ta sẽ không hút ra gì cả vì bóng nó kín, bây giờ chúng ta hút ngược trở lại, rút cái dây heli ra hút ngược lại bằng cái xi lanh. Thấy ra cái máu, dòng máu đỏ tươi chảy ra là chắc chắn là thủng bóng rồi. Thì khi chúng ta lại rút quả bóng ra thôi. Khi bóng vỡ chúng ta sẽ rút hoàn toàn ra khỏi cơ thể bệnh nhân. À, cái khí heli vào trong cơ thể nó sẽ tạo thành nước. Đấy, khi chính vì tại sao họ chọn khí heli là vì thế, để đề phòng tình huống là một lượng khí rất lớn nó ào vào trong cơ thể thì nó lại chuyển thành thành nước luôn. Thế nên là không có làm sao cả. Nó khác giống như là các bạn làm mạch vành bơm một đống khí vào trong mạch vành thì khủng khiếp, đại họa. Thế nhưng mà quả bóng động mạch chủ nó vỡ nó sẽ tạo thành nước luôn. Như vậy là không có vấn đề gì cả. Có, chúng ta sẽ phải truyền heparin thường tĩnh mạch liên tục và đảm bảo được cái ACT của nó trong khoảng độ 150-200. Đấy, chính vì thế mà tại sao các bệnh nhân mà ECMO các bạn thấy là trên khoa hồi sức là bệnh nhân sẽ được truyền heparin liên tục. Như vậy mà cái nguy cơ chảy máu rất là cao. Đấy, chính vì thế mà các bác sĩ trên khoa hồi sức rất là sợ khi dùng bệnh nhân sau đặt stent mạch vành xong mà dùng kháng nguyên tập tiểu kép mà giờ tiếp tục truyền heparin tĩnh mạch thì nguy cơ xuất huyết rất cao. Thì nhiều bác sĩ lại sợ quá cắt hết cả kháng nguyên tập tiểu cầu của bệnh nhân đi. Thì như vậy là không chế được nguy cơ chảy máu, như này là tắc stent của bệnh nhân thì cũng lại chết. Thế do vậy mà cái bệnh nhân mà sau can thiệp mạch vành là các bác sĩ trên khoa hồi sức rất là sợ ECMO là vì thế, vì nhiều nguyên nhân. Vì thứ nhất là cái tỷ lệ sống còn sẽ không cao, các bác sĩ không vui lắm. Và thứ hai là cái nguy cơ chảy máu cũng như là nguy cơ tắc stent trong quá trình ECMO là rất lớn. Thế nên các bác sĩ người ta vẫn ngại và người ta chỉ thích những ECMO những ca viêm cơ tim mà thôi. Tỷ lệ cứu sống rất cao.